cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Chúa, con xin dâng một ngày sống mới bằng việc đặt cuộc sống của con trong bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu và hân hoan đón nhận lời Chúa. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã ban tặng cho con những món quà để con biết dùng chúng cho người khác. Thật là một trách nhiệm tốt đẹp. Chúng con đến thế gian vì một sứ vụ, và sứ vụ đó thật sự quan trọng, rằng hạnh phúc của thai nhân phụ thuộc vào nó. Trong thái độ của một tông đồ, liệu con có sẵn sàng cho sứ vụ rao giảng tin mừng, sứ vụ về lòng trung tín và làm chứng cho sự sống hay chưa? Liệu con sẵn sàng để phục vụ anh chị em mà Chúa đã gửi gắm nơi con? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con tạm dừng lại những bộn bề của ngày sống hôm nay để lắng nghe lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Giáo hội cần những anh chị em được khích lệ bởi đức tin, biết cách dấn thân cho việc rao giảng tin mừng cho toàn nhân loại. Bên cạnh những món quà Chúa trao ban, Ngài còn ban tặng con món quà về đức tin. Làm thế nào để điều này âm vang trong trái tim con? Con cảm nhận gì khi con sống với đức tin của chính mình? Chứng tá của con là gì? Con đáp lại lời mời gọi để trở nên một tông đồ truyền giáo như thế nào? Với lời chứng của mình, xin cho con biết khích lệ những người trẻ tham gia vào sứ vụ lòng thương xót của Chúa Giêsu. Con ghi nhớ điều này trong lòng và tiếp tục ngày sống của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, khi ngày đang dần buông xuống, con dành chút thời gian để hồi tưởng lại những điều tốt lành con đã trải qua với tâm tình tạ ơn. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con có cảm nhận được niềm vui khi làm việc chăm chỉ và vì những điều tốt lành đem đến cho mọi người xung quanh không? Liệu con có tận dụng thời giờ để phát triển tài năng của mình, hay con hạ thấp chính mình khi nghĩ rằng mình thật vô dụng? Nguyện xin Cha đổi mới khát khao được làm việc trong vườn nho của Ngài, để khi ngày mai đến, dù ít hay nhiều, thì con vẫn trở thành một nhà truyền giáo trong chính cuộc sống thường ngày. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.